Nông cơ Đức Châu Đắk Nông kính chào bà con. Nay em xin giới thiệu với bà con những con máy Honda RX120 4.0, động cơ 4 PS, 4 ngựa. Công dụng của con này là sới, phay sới thôi. Thì gắn bánh lồng và kéo rơ móc. Đây, cái này ấy, thì nó có cái chỗ gắn cái chân trống này nhé bà con nhé. Đây, cái chỗ này là gắn rơ móc này, nó còn cái gắn chân trống nữa, em bỏ quên trong kia rồi, em chưa gắn vào đây nhé. Mà chân trống gắn vào đây thì nó tiện hơn này. Tí nữa bà con là chỗ con này em sẽ gắn cái chân trống vào cho làm đàng hoàng cho bà con. Tất cả máy móc bên em ấy thì nó chưa có rửa, chưa chỉnh sửa, chưa có rửa gì đâu, chưa rửa ráy tắm táp gì cả, là máy đâu còn bẩn. Bà con nào chốt ấy, bọn em sẽ làm đi sạch sẽ, quay video sạch sẽ các thứ cho, không phải sợ là máy bẩn hay là máy xấu về nó đắng đồng tiền bát gạo của người nữa bà con. Đây, cái bánh xe này ấy, có thể rút ra nhé. Đây, rút ra nó có cái chốt bên trong đây. Đây, cái chốt đây, bà con có thể nhìn rõ này. Đây, em xoay bà con nhìn này. Đây, cái chốt đây. Rút cái chốt này ra, là gắn bánh lồng vào đây nhé. Gắn bánh lồng hoặc là gắn liềm cào cào. Bà con nào mà gắn liềm cào cào thì báo em. Bà con muốn mua cái bánh hơi này thì mua này, mua cái liềm cào cào thì mua, thì em sẽ đều bán cho bà con. Còn nguyên một bộ như vậy, thì em báo giá là nguyên một bộ như này gồm có chân trống đầy đủ này, chân trống thôi nhé bà con nhé, chân trống này, bánh lốp này, đấy, đổi bánh lốp thì đổi, mà đổi bánh đổi cái liềm cào cào thì đổi ạ, đấy. Nguyên như vậy thôi. Honda OHV máy hệ nha bà con. Máy hệ nhá. Nút tắt khẩn cấp này. Đây là nút tắt khẩn cấp của nó này. Công tắc tắt bật này. Số đây nhá. Số đây. Số 12. Số gear này. Số gear đây bà con nhá. Con này thì có số gear đồng hoàng này. Số 1, số 2 này. Số gear này. Số mò này, hai số mò bên cạnh đây. Còn này thì động cơ OHV và máy Honda nó là máy hệ rồi. Nói chung máy móc bà con chỉ cần chốt thì bên em sẽ làm cho đàng hoàng từ A đến Z, không phải sợ vấn đề máy móc gì cả nhé. Bên em thì cũng toàn các tay nghề kỹ sư. Đây có kỹ sư Nguyễn Nam, kỹ sư này, kỹ sư Trần Mỹ đây. Còn các kỹ sư chân đất không ạ? Vâng, đây máy móc này thì bà con không phải lăn tăn nhé. Đây có con này em vừa mới dọn lên, rất là sáng sủa này, nó rất bẩn này, nhưng đến khi em giao cho người ta này, nhìn xem bà con có thể nhìn thế sẽ mới sáng choang nhiều vài luôn đó. Cái máy đây, con này cũng sẽ giống như con này thôi, cứ chốt là em sẽ làm cho nó sáng choang lên như vậy. Bà con thấy có thể nhìn đây, rất mới đúng không ạ? Con Honda đây, Honda 4.0 nhé, máy hệ rồi, dòng này nó hot lắm, đồ đạc phụ tùng thay thế nó dễ, cực kỳ dễ luôn, rất dễ, không phải liên hệ với gì cả. Cái này thì nếu bà con nào ở vùng miền Bắc ấy thì nó sẽ giống như kiểu mấy con trâu vàng là nó nhái từ cái dòng Honda này ra này, đấy, trâu vàng mà mấy cái loại máy trâu vàng đấy, máy tàu hay mấy tàu đấy, nó nhái từ dòng Honda này ra đấy, cũng có bánh như vậy rồi, ráp bánh lồng này, ráp liềm cào cào vào này. Đó. Đây. Cái này là cái nút tắt khẩn cấp, công tắc tắt bật. Nói chung cái dòng Honda này dễ sử dụng lắm, rất dễ xài thôi. Bà con đã biết đến dòng Honda này nó dễ xài lắm. Đồ đạc các thứ nó rất là đơn giản. Nhưng mà nói chung là dòng của Nhật, động cơ của nó dù là Honda hay là cái gì, và Kubota, Yamaha đều là chuẩn, đều chuẩn hết ạ. Chỉ quan trọng vấn đề là mình bảo xài cái công dụng và cái mình bảo quản nó đúng cách, con máy nó sẽ cực kỳ bền cho bà con. Đó. Hôm nào em sẽ làm một cái video về hướng dẫn bảo quản máy sới để cho máy nó bền. Đấy, bà con cứ yên tâm về cái mình xài nó yên tâm, không phải sợ là nó trục trặc thế nọ thế kia. Nhiều người cứ bảo là sợ ở xa nó có vấn đề, nhưng mà bên em ấy biết, hiểu được cái máy sới là nó sẽ trục trặc ở những cái vấn đề gì, nó có những vấn đề gì cần phải khắc phục là bọn em khắc phục ngay tại tiệm, và về nhà ấy, bà con chỉ cần làm theo đúng như hướng dẫn
của bọn em, để hôm nào em sẽ làm clip đàng hoàng về cách lựa chọn máy hay là cách bảo quản sử dụng máy móc. Ví dụ giống như những con Honda này, bà con có thể là lâu lâu mới sử dụng. Ví dụ một mùa thì bà con có thể chỉ sử dụng tầm khoảng một tuần, trong cả 3-4 tháng sau mình mới sử dụng đến nó. Cái thời gian khoảng 3-4 tháng đó mình phải bảo quản nó đúng cách nhé bà con nhé. Đó. Hôm nào bà con nào mà có máy sới thì mà cần về bảo quản máy móc như nào thì cứ gọi về điện cho em sẽ báo. Và không thì em sẽ hẹn một ngày nào đó, em một ngày gần nhất tầm khoảng 1-2 ngày nữa em sẽ làm một cái video hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy sới để nó không bị trục trặc. Thì dù bà con có mua máy bên em hay là không mua thì em sẽ vẫn sẽ giới thiệu cho bà con cách để bảo quản, chứ không phải là cứ mua máy bên em thì bên em mới chỉ cho cách bảo quản. Tại vì những cái con máy này bà con có thể mua ở những cái nông cơ khác cũng ok hết thôi, nhưng mà cái vấn đề là về nhà nó trục trặc ấy thì phải có cái cách bảo quản của nó, cách sửa chữa của nó. Đấy, em sẽ làm video bà con có thể chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả mọi người cùng tham khảo và bảo quản chiếc máy móc, những cái động cơ máy xăng nha bà con nhé. Thôi review về con này là anh chém gió một hồi rồi thì đấy, bác có chốt con này thì ấy chị em bên em sẽ cam đoan làm đảm bảo với các bác là máy móc bọn em sẽ làm cẩn thận từ A đến Z cho bà con. Đấy, cứ yên tâm ạ. Đây, máy này con này đẹp quá. Đấy, em chuẩn bị giao cho người ta này. Vâng. Quảng cáo tí ạ. Chào bà con.